Thì bây giờ mình qua cái mặt bằng tiện ích của từng năm. Thì mọi người biết là từng năm mình đã có một cái cầu nối qua tất cả các ba giai đoạn của mấy cái tháp của chúng tôi. Thì ở đây mình sẽ có một cái mặt bằng tiện ích. Ở đây có một cái điểm mà mọi người lưu ý là cái mặt bằng tiện ích này nó sẽ được trải dài ở ngay hai cái trục đường chính của cái dự án, đó là cái đại lộ Vòng Cung với lại cái đường Nguyễn Cơ Thạch đó, thì nó sẽ bao qua hai cái góc này hết. Còn cái góc phía sau mình hầu như là không có tiện ích trên cái tầng năm này, mục đích là để cư dân vừa có thể sử dụng cái tiện ích mà vừa có thể nhập cảnh rồi này nọ đó. Thì đó là những cái dự trường tư, cái số 11 mà mọi người thấy nó là cái mà cái cầu để mà bắt qua bên cái giai đoạn tiếp theo ha. Rồi có một cái mặt bằng tiện ích thứ hai, đó là tầng 19. Tầng 19 thì mọi người cứ hình dung là nó sẽ có một cái bảng, gọi là cái bảng nó giống như là cái cái phần thiết kế mà nó gọi là terrace, sky terrace đó. Tức là chỗ đó mình sẽ không thể dựng kiên hộ mà mình sẽ bỏ trống luôn. Cái này là mình sẽ thấy rất là rõ ở trên cái phối cảnh công trình, nó sẽ có một cái tầng nó bị lõm vô đó. Thì cái đó là cái phần tiện ích của tầng 19 này, nó cũng là một cái điểm nhấn ở trên cái mặt thứ 9 của mình luôn. Thì mọi người hình dung ví dụ mà cái sàn này nó có 6 căn hộ đi, thì mình sẽ bỏ ra hai căn ở hai góc này để làm cả cái vườn tre má đấy nè. Chủ tư ghi rất là vườn tre thư giãn nè, sky garden terrace đó, nó nằm ở tầng 19 nè. Vậy là mình sẽ có hai, nếu mà tính luôn cái tầng sợ đó thì bây giờ mình đã có 3 tầng tiện ích rồi đó. Rồi mình thêm cái tầng 20 nữa thì nó là cái hồ bơi trên cao. Rồi cái tầng căn hộ của mình nó đã bắt đầu từ tầng 3, tầng 4 mà mình đang nói hấp trên 1 ha. Tầng 3, tầng 4, tầng 5 mình có căn hộ rồi, nhưng mà nó sẽ giới hạn thôi. Ví dụ như là ở bên đây ở tầng 1 thì nó chỉ có cái mặt sau và mặt trước là nó không có nè. Thì chắc là nó, mọi người cũng dễ hiểu là mặt trước là nó dành cho cái căn sọt rồi đó. Thì cho nên là nó chỉ còn cái phần phía mặt sau thôi. Rồi ở đây là một sàn có 3 căn nè. Rồi tầng căn hộ điển hình nó sẽ bắt đầu từ tầng 6 đến tầng 18. Thì cái này cũng dễ hiểu ha. Cái này không có cái gì hết, chắc chắn là mọi người đều hiểu. Thì một sàn có 6 căn, hai cái căn màu xanh lá là căn 2 phòng ngủ nè, căn màu xanh xanh da trời á, nó là căn 3 phòng ngủ, 6 căn, 4 căn máy. Thì 1 căn hàng và 3 căn cái mà để mọi người nhận ra một cái phòng thu gom rác rất là dễ. Thứ nhất là nó sẽ có hai cửa. Cái việc hai cửa này là để chống mùi, chống đồ ha. Mọi người thấy là một cái cửa thông ngoại lan, thêm một cái cửa phủ trong nữa. Rồi cái thứ hai là cái đặc điểm nhận dạng, nó sẽ có hai cái ô. Cái là hai ô đó tự trưng cho một á, là nó là cái thông tầng từ trên xuống dưới, quăng xuống dưới luôn. Hai là nó là cái ký hiệu của hai cái thùng thu gom rác. Nhưng ở đây theo Nhân nghĩ nó là cái thổ thu gom rác, chứ nó không phải là cái hệ thống mà gọi là quăng xuống từ trên xuống dưới. Là bây giờ ít cũng ít người cái sử dụng cái hệ thống đó lắm. Cái này là cái hệ thống tủ điện nè. Hệ thống tủ điện thì thường nó chỉ có một cửa thôi. Mọi người thấy không, nó chỉ có một cửa này thôi nè. Nó không có cửa phụ nữa. Và nó sẽ có những cái hộp vuông mà nó đánh dấu chéo. Thì nó trong cái ký hiệu bản vẽ kỹ thuật đó, nó là cái hộp kỹ thuật. Thì cái ký hiệu nó là hình vuông hoặc là hình chữ nhật có một cái gạch chéo, hoặc là những cái hình tròn như vậy nè, đó tượng trưng cho những cái hộp gen, những cái đường ống rồi này nọ đó. Thì ở đây là cái phần dạng như cái phòng kỹ thuật đó. Ở đây mình sẽ có thêm những cái chỗ kỹ thuật nữa. Những cái chỗ này là mọi người thấy một cái hình vuông mà đánh chạch chéo hai đường, nó sẽ là ký hiệu thông tầng. Hiểu thông tầng không? Tức nghĩa là nó sẽ thông từ dưới tầng trệt lên tới nóc luôn á, gọi là thông. Đúng rồi, chính xác, dân gian mình gọi là giếng trời đó. Còn trong kỹ thuật mình gọi là thông tầng. Thì ở đây nó sẽ có những cái thông tầng nè. Đó. Thì nó dành cho những cái đường ống kỹ thuật, những cái đường lõi đồ này nọ. Rồi, cái ký hiệu thông tầng nó cũng được áp dụng như trong cái thang máy. Nhưng mà cái thang máy rất là dễ nhận diện, là tại vì thứ nhất là mình cái kích thước nó bự hơn rất là nhiều, đúng không? Và nó nằm ở ngay khu vực trọng tâm, khu vực sảnh nè. Và cái cửa của nó là cửa trượt, chứ nó không phải là cái cửa mở. Cái cửa mà dạng một cắm rồi xong mở 90 độ á, nó là cái cửa mở. Mọi người đọc nè, cái này là cửa mở nè. Còn cái cửa mà thang máy á, nó là cửa trượt. Nó sẽ trượt ra, trượt ra. Nó sẽ đi vô cái phần này, cho nên là nó rất là dễ nhận diện cái thang máy. Cửa trượt của mình thì nó lại chia làm hai cái. Ở cửa mở nó lại chia làm hai cái, đó là cửa mở một cánh và cửa mở hai cánh.
nè, hình dung không, cửa này cửa một cánh nè, còn cái cửa mà vô cái thang hàng nè, tại vì mục đích nó là vận chuyển đồ đạc, nó cần một cái không gian rộng và lưu thông cho nó thuận tiện, cho nên bắt buộc nó phải làm hai cánh, một cái cánh lớn và một cái cánh nhỏ ha. Đó thì một cái cánh mọi người hình dung nó là cái dấu ở giữa nè, thì mình mở ra hai bên, một cái cánh nó ngắn và một cái cánh nó dài đó, thì đây nè. Rồi trong cái bản vẽ đây nó còn cái hệ thống gọi là hệ thống dầm bột nữa, thì khi mà mọi người nhìn vô á, những cái phần mà tô đen như nè, nó là tường hoặc là cột. Trong bản vẽ nếu mà mình đi vô chi tiết bản vẽ kỹ thuật á, thì nó sẽ có một cái ký hiệu riêng nữa cho cái phần cột. Cột là nó sẽ có gạch 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 và nó có thêm một những cái ký hiệu dạng như là bê tông đó mọi người. Nhưng mà ở đây thì trên bản vẽ bán hàng thì mình chỉ đơn thuần là mình tô đen hết toàn bộ, nó giống nhau thôi, thì mọi người cũng không cần phân biệt đến cái khái niệm cột. Nhưng mà mình sẽ phải phân biệt thứ nhất là cái tường, là gọi là tường chịu lực, và cái tường vách ngăn. Tường chịu lực thì độ dày của nó là có khoảng 200 trong kỹ thuật gọi là 200 cm, tức nghĩa là đâu đó khoảng 0.2 m. Rồi thường là những cái phần tường chịu lực nó sẽ bao được cái phần kết cấu chính của tòa nhà, như khu vực xung quanh thang máy, hoặc là những cái phần mà mặt tiền nè, cột nè, chịu lực nè, ở những cái góc nè, mặt tiền nè, và những cái vách ngăn giữa hai nhà với nhau. Ví dụ như vách ngăn giữa hai căn hộ này thì cái phần tường này là phần tường chính nè. Còn ở trong nội bộ một cái nhà thôi, ví dụ lấy cái căn này đi, nội bộ ngăn ở từng phòng của mình nè, giữa cái phòng khách phòng ngủ nè, nó chỉ là một cái vách ngăn đơn thuần thôi, nó không cần phải là kết cấu chịu lực, cho nên cái tường nó nhỏ thôi, tường nó chỉ là tường 100 thôi đó, hiểu không? Đó thì bản thân trong nội bộ một căn nhà nó cũng sẽ có những cái đường ống kỹ thuật, như là hộp gen nè, mọi người thấy nè, cái hộp gen tô đen nè, hộp gen này là đường ống và cấp thoát nước rồi vệ sinh của trần căn hộ đi xuống cái hệ thống chính của tòa nhà đó, thì nó cũng sẽ có trường hợp gian trong cái khu vực vệ sinh của bên bên nhà. Bên đây cũng vậy nè, có một cái phần tường điện lực nè, và có cái hộp gian, cái hộp gian này bên tô nè, gọi là hộp gian đó, gian là GN đó, cái đó là chính nha, tức là cung cấp ống cấp thoát nước, xả nước thải và nước sinh hoạt cho căn hộ đó, gọi là hộp gian. Đúng rồi, thường là nó sẽ nằm ở trong nhà vệ sinh. Mọi người thấy nó tô đen mà gạch chéo vậy nè, nó sẽ nằm ở kế bên cái xí với lại cái nhà tắm á. Thường nó sẽ bố trí vậy, không phải chuẩn mực trên tất cả các căn hộ thì như vậy nha, tùy theo cách cấp bố trí của bản vẽ kỹ thuật, nhưng mà thường thì nó sẽ như vậy nè. Ví dụ ở đây cũng có nè, mà cái chỗ này quên tô nè, quên tô đen nè, ở bên đây cũng có nè, đó thấy không. Rồi bếp thì thường nó chỉ là ống cắt với lại thoát nước gì thôi, thì nó sẽ đấu nối vô chung cái này luôn, chứ nó không có đi một cái đường riêng nữa. Thì ở đây nó cũng có nè, nếu mà tùy theo cái vị trí nha, hoặc ở ngay vị trí này nè, thấy chưa, đó thường nó cũng sẽ có đó. Rồi bên này cũng tương tự nè, rồi cái nhà vệ sinh là sẽ có một cái hộp gen đó, bên này cũng có cái hộp gen nữa, thấy không, chỗ nào có cứ nhà vệ sinh là bắt buộc phải có. Hôm nay còn gì để nói nữa không ha? Bên cái điều hòa nó sẽ bố trí ở ngoài hay sao? Rồi, điều hòa. Nè, điều hòa là thường nó sẽ bố trí ở bên ngoài cái ban công này, mọi người thấy không? Đối với những cái căn hộ mà dạng tầm trung á, thì nó chỉ đơn thuần là bỏ cái cục nóng như là cục máy lạnh ở ngoài thôi, ở ngoài ban công thôi. Ở đây bên chủ tư tại mình phân khúc cao cấp, cho nên là mình sẽ có thêm một cái phòng. Cái phòng này nhận biết tại sao nó là cái phòng, tại vì nó có cái cửa mở. Nó là một cái phòng, mục đích của gì đó là tăng cường cái tính thẩm mỹ cho cái căn hộ của mình, đúng không, vừa cho căn hộ và vừa cho cái mặt đứng của tòa nhà luôn, cho nên nó sẽ có một cái bên góc và nó có một cái cửa mở để giấu cái cục nóng lạnh ở trong đây luôn đó. Này có nè, này có nè, hình như là nó một cái phòng ở dưới thì cái căn ba phòng ngủ này, căn ba phòng ngủ này là có một cái cục nóng riêng nè, còn cái này là ngoài ban công phòng khách nè, ngoài ban công nè, còn cái này là mình sẽ phải vô cái bếp ăn và vô đây. Và khu vực này anh nghĩ nó là cái phòng giặt phòng phơi, và bên đây là chỗ giấu cục nóng máy lạnh đó. Vậy là nó sẽ có hai chỗ để bố trí cục nóng đúng không? Ở đây là cục nóng nè, ở đây là phòng giặt phơi nè mọi người đó, phân biệt ha. Cục nóng thì phân biệt dễ bằng cách là gì, nó nếu mà bên kỹ thuật mà dễ đúng thì nó sẽ dẹp dẹp, nó dài dài hình chữ nhật, còn cái máy lạnh thì nó vuông, không phải máy lạnh, máy giặt thì nó vuông vuông.